Chào mừng quý chị đến với kênh của em Tuấn, Nguyên Đại Tuấn Quang, chuyên cập nhật thông tin mới nhất về giá bán, ưu đãi, review cũng như hướng dẫn sử dụng các dòng xe của Hyundai. Hôm nay em sẽ làm video báo giá và khuyến mại tại thời điểm đầu tháng 4 năm 2024 cho dòng xe Hyundai Venue. Mẫu tân binh siêu cấp đến từ nhà Hyundai, gầm cao 5 chỗ, thuộc phân khúc hạng A, nhưng giá chỉ bằng so với những chiếc sedan hạng B như Accent, Vios và City. Xe sẽ sở hữu khối động cơ là 1.0 turbo, cho ra công suất là 120 mã lực, mạnh nhất trong phân khúc. Xe sẽ có hai phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau: Hyundai Venue 1.0 số tự động trên bản đặc biệt, Hyundai Venue 1.0 số tự động trên bản tiêu chuẩn. Chính sách bán hàng của Hyundai không phân vùng thị trường, nên anh em lựa chọn thoải mái đại lý để mua xe. Chính vì vậy, anh em lựa chọn cân đối, cảm thấy mua xe ở cơ sở nào thuận tiện nhất cho mình thì anh em để lại liên hệ theo số điện thoại em đang để phía dưới góc màn hình. Em đảm bảo có chính sách tốt nhất trên thị trường và sẵn sàng xe giao ngay phục vụ đến quý anh em. Hình thức mua bán, anh em sẽ có hai hình thức, đó là mua trả thẳng và mua trả góp. Về cơ bản, chi phí lăn bánh này ở hai hình thức thì đều giống nhau. Có điều, anh em mua trả góp thì bắt buộc anh em phải sử dụng dịch vụ đăng ký, đăng kiểm chọn gói từ đại lý và mua thêm phần bảo hiểm thân vỏ. Còn anh em khi mua trả thẳng thì không bắt buộc, anh em có thể mua nguyên xe về anh em tự đi đăng ký cũng được. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh em bảng giá mới nhất tại thời điểm đầu tháng 4 năm 2024 của dòng xe đang bán chạy nhất phân khúc này. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về giá bán, tổng lăn bánh ở trên từng phiên bản để anh em nắm bắt được thông tin luôn ạ. Đầu tiên là trên phiên bản Venue, bản đặc biệt. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Hyundai Venue với các trang bị như cửa sổ trời, giá lóc, chế độ lái, điều hòa tự động, đèn bi LED, ga tự động kết hợp với tính năng giới hạn tốc độ. Mẫu này sau khi trừ gói khuyến mại từ đại lý, lăn bánh trả thẳng tại khu vực Tuyên Quang, anh em chuẩn bị cho em là 636 triệu là nhận xe ạ. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em là 193 triệu là đã nhận xe về rồi. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như khu vực Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, thanh toán trả thẳng sẽ là 631 triệu. Mua trả góp anh em chuẩn bị cho em là 188 triệu là mình đã nhận xe về rồi ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký, vì phần này anh em có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết rồi ạ. Giá xe em đã báo cho anh em ở đây thì sẽ tính theo từng thời điểm và có thể thay đổi tại thời điểm anh em đang xem hết video này. Để biết giá lăn bánh chính xác và nhanh nhất thì anh em có thể gọi chữ cho em theo số hotline hiển thị trên màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường và sẵn sàng xe giao ngay phục vụ đến cho anh em. Tiếp theo là phiên bản Hyundai Venue trên bản tiêu chuẩn. Ở trên bản tiêu chuẩn này sẽ có cho anh em các tính năng như đề lổ từ xa, cảm biến áp suất lốp duy nhất trong phân khúc sẽ được trang bị trên Venue. Màn hình kích thước lớn 8 inch, có các tính năng giải trí như kết nối Bluetooth. Cửa gió hàng ghế thứ hai sẽ giúp anh em làm mát xe hơn trong điều kiện là mình di chuyển mùa hè, tránh tình trạng là người đằng sau và người đằng trước làm mát không đều. Mẫu xe này sau khi trừ gói khuyến mại từ đại lý, lăn bánh trả thẳng tại khu vực Tuyên Quang, thanh toán trả thẳng sẽ là 598 triệu. Mua trả góp anh em chuẩn bị cho em là 181 triệu là nhận xe về rồi ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như khu vực Hà Giang, Phú Thọ, Yên Bái, thanh toán trả thẳng sẽ là 593 triệu. Mua trả góp anh em chuẩn bị cho em là 173 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Còn trả góp thì em tính gần như đầy đủ hết cho anh em rồi ạ. Giá xe anh em đang xem trên thì có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào, nên chương trình khuyến mại có thể thay đổi. Anh em có thể liên hệ trực tiếp với em.
Em đang để số điện thoại ở phía dưới góc màn hình. Khi anh em liên hệ với em thì em đảm bảo có giá chiết khấu, các chương trình khuyến mại tặng phụ kiện, giảm giá và có chính sách tốt nhất cho anh em. Trên video anh em đang xem đây là toàn bộ chính sách ở các phiên bản Hyundai Venue tại thời điểm đầu tháng 4 năm 2024. Hy vọng những thông tin em chia sẻ ở trên video này sẽ giúp đỡ anh em trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp. Cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo của em ạ.